Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Thầy bảo cho anh em biết, nếu anh em không ăn ở công chính hơn các kinh sư và người Pha-ri-siêu thì sẽ chẳng được vào nước trời. Anh em đã nghe luật dạy người xưa rằng chớ giết người. Ai giết người thì đáng bị đưa ra tòa. Còn thầy bảo cho anh em biết, ai giận anh em mình thì đáng bị đưa ra tòa. Ai mắng anh em mình là đồ ngốc thì đáng bị đưa ra trước thượng hội đồng. Còn ai chửi anh em mình là quân phản đạo thì đáng bị lửa hỏa ngục thiêu đốt. Vậy, nếu khi anh sắp dâng lễ vật trước bàn thờ mà sực nhớ có người anh em đang có chuyện bất bình với anh, thì hãy để của lễ lại đó trước bàn thờ, đi làm hòa với người anh em ấy đã, rồi trở lại dâng lễ vật của mình. Anh hãy mau mau dàn xếp với đối phương khi còn đang trên đường đi với người ấy tới cửa công, kẻo người ấy nộp anh cho quan tòa lại giao anh cho thuộc hạ và anh sẽ bị tống ngục. Thầy bảo thật cho anh biết, anh sẽ không ra khỏi đó trước khi trả hết đồng xu cuối cùng. Suy niệm: lòng sám hối của kẻ tội lỗi làm cho Thiên Chúa mùi lòng tha thứ, còn sự kiêu ngạo của kẻ công chính đáng bị Thiên Chúa sửa phạt răn đe. Lời Chúa hôm nay mời gọi mỗi người chúng ta sám hối liên tục trong cuộc đời, bởi vì sự công chính thánh thiện mà chúng ta tưởng chừng mình đã có, nhiều khi chưa phải là sự công chính thánh thiện mà Chúa muốn. Nếu anh em không ăn ở công chính hơn các kinh sư và người Pha-ri-siêu thì sẽ chẳng được vào nước trời. Anh em đã nghe luật dạy người xưa rằng chớ giết người. Ai giết người thì đáng bị đưa ra tòa. Còn thầy bảo cho anh em biết, ai giận anh em mình thì đáng bị đưa ra tòa. Ai mắng anh em mình là đồ ngốc thì đáng bị đưa ra trước thượng hội đồng. Còn ai chửi anh em mình là quân phản đạo thì đáng bị lửa hỏa ngục thiêu đốt. Lạy Chúa, xin giúp chúng con và mỗi người trong gia đình chúng con luôn biết nhìn lên Chúa Giêsu là Đấng Thánh, để chúng con không ngừng hoán cải bản thân mỗi ngày nên thánh thiện hơn, nên giống Chúa hơn, hầu cho gia đình chúng con nên hội thánh tại gia, thiên đàng nơi trần thế. Amen.